Cô chào các con. Hôm nay cô thay mặt thầy cô nhóm 6 môn ngữ văn hướng dẫn các con ôn tập giữa học kỳ 1. Mục đích của tiết ôn tập là giúp các con củng cố lại kiến thức đã học ở 8 tuần qua và chuẩn bị tốt bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp đến. Đầu tiên là phần văn bản. Các con ôn cho cô các văn bản sau: 1. Thánh gióng, 2. Sơn tinh thủy tinh, 3. Em bé thông minh, 4. Thạch xanh, 5. Ếch ngồi đáy giếng và 6. Là thầy bói xem voi. Khi ôn văn bản, các con tập trung vào phương thức biểu đạt. Tên văn bản, ví dụ đề cho một đoạn trích và hỏi đoạn văn trích từ văn bản nào. Và thứ ba là xác định nội dung của đoạn trích. Cô lấy ví dụ, sau đây các con nghe cô đọc đoạn trích. Thủy tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp mỹ nương. Thần hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão, rung chuyển cả đất trời. Dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh sơn tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi, thành phong châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Sơn tinh không hề nao núng, thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên cao bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng sơn tinh vẫn vững vàng, mà sức thủy tinh đã kiệt, thần nước đành rút quân. Như vậy, đoạn trích này, trích từ văn bản sơn tinh thủy tinh, phương thức biểu đạt là từ sự, còn nội dung chính của đoạn trích này đó là cuộc giao tranh giữa hai vị thần. Bây giờ chúng ta sang phần tiếng Việt. Các con ôn cho cô các bài sau: từ cấu tạo từ tiếng Việt, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, chỉ từ và danh từ. Ôn trong sách giáo khoa và tập bài học. Các con khi ôn phần tiếng Việt, tập trung ở cái phần nhận biết yếu tố tiếng Việt trong đoạn trích ở phần văn bản. Cô lấy ví dụ, bài từ cấu tạo từ tiếng Việt mà chúng ta đã học ở đầu năm. Các con nhớ lại, từ là gì? Từ là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu. Từ có hai loại, đó là từ đơn và từ phức. Từ phức có hai loại nữa, đó là từ ghép và từ lấy. Phần thứ ba cũng là phần rất quan trọng trong phần ôn tập, đó là phần tập làm văn. Các con mở sách giáo khoa trang 99, ở trong sách có 4 đề thì chúng ta ôn 3 đề. Đề thứ nhất, kể về một việc tốt mà em đã làm. Đề thứ hai, kể về một lần em mắc lỗi, ví dụ như là bỏ học, nói dối, không làm bài. Đề thứ ba, kể về một kỷ niệm ấu thơ mà em nhớ mãi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách làm bài văn tự sự, kể một kỷ niệm nhé. Phần đầu tiên đó là tìm hiểu đề, thể loại là tự sự, nội dung kể kỷ niệm ấu thơ, hình thức tức là giới hạn, một kỷ niệm và ngôi kể là ngôi thứ nhất. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con dàn ý chung của cả ba đề trên. Dàn ý có 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, các con nhớ có 2 ý: giới thiệu kỷ niệm sâu sắc làm em nhớ mãi đến tận bây giờ. Ý thứ hai là cảm nghĩ của em. Ở phần thân bài có 3 ý nhỏ. Ý thứ nhất, kể sự việc khởi đầu. Kỷ niệm đó diễn ra ở đâu, khung cảnh thế nào, thời gian nào. Ý thứ hai, kể sự việc diễn biến. Có những ai tham gia vào câu chuyện, kể chi tiết các sự việc diễn ra theo trình tự thời gian. Và phần thứ ba, kể kết thúc sự việc đó kết thúc ra sao, điều gì khiến em xúc động. Nhớ là miêu tả các biểu hiện của sự xúc động. Và kỷ niệm đó của em có phải là hồi ức đẹp không? Ở phần kết bài, chúng ta có 2 ý. Ý thứ nhất, em có suy nghĩ gì về những kỷ niệm đáng nhớ? Ý thứ hai, bản thân em sẽ làm gì với kỷ niệm đó? Các con thân mến, buổi ôn tập trực tuyến giữa học kỳ 1 đã gần kết thúc. Cô dặn các con, về nhà các con nhớ nắm vững các kiến thức đã được ôn tập. Hai là thực hành các đề tập làm văn. Ba, chuẩn bị làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1 vào ngày 9 tháng 11 năm 2020.
Cô cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong tiết học tiếp theo.